Thưa quý vị, Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, hôm qua đã dẫn đầu đoàn công tác của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đến thăm và chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2023 đến thăm và chúc mừng bộ chỉ huy quân sự tỉnh thiếu tướng nguyễn sĩ quang giám đốc công an tỉnh bày tỏ phấn khởi trước sự hiệp đồng chặt chẽ hiệu quả giữa hai đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương năm 2023. trong đó khẳng định năm vừa qua tội phạm phi truyền thống có nhiều diễn biến phức tạp xung đột ở một số nước trong khu vực và trên thế giới diễn ra khói lường song dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của cấp ủy đảng lực lượng vũ trang tỉnh đã hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cảm ơn những tình cảm mà Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã dành cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng thời khẳng định sự phối hợp hiệu quả giữa hai lực lượng trong thời gian qua đã góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Năm 2024, tình hình kinh tế thế giới, trong nước, khu vực sẽ có những tác động ảnh hưởng nhất định đến địa phương. Do đó, lực lượng vũ trang tỉnh cần tiếp tục đoàn kết, gắn bó chặt chẽ nắm chắc tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội để tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương xử lý kịp thời tránh bị động bất ngờ